cái gì đó rất là thiêng liêng. Ngay kể cả khi bác đã đi rời xa khỏi căn phòng này rồi, mà chúng tôi có trở lại đây và những ngày hôm sau, những đôi mắt vẫn hướng về căn phòng. Thấy cảm giác lúc đấy chúng tôi thấy rất là buồn và cảm giác có một cái gì trống vắng mà không thể tả được. Ai cũng thấy rằng là không hiểu làm sao trong người nó có một cái cảm giác gì hụt hẫng, không thể tả nổi. Nhưng mà thật sự là thương tiếc, chúng tôi không làm gì để hơn được để mà kéo dài cuộc sống của bác. Nhân viên ở trong khoa thì bác nhớ tên hết. Bác thường còn hay hỏi thăm chúng tôi là chồng làm ở đâu, rồi là con cái học hành, các cháu học lớp mấy, đi làm có xa không, nhà ở đâu. Cứ như là một người ông, người cha trong gia đình hỏi han con cháu mình ấy. Nhân viên bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn luôn đặt một cái tình cảm rất là trân quý, kính trọng, rất là gần gũi. Không phải vì là một người lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng mà cho mình ở một cái vị trí cao. Và đó chính là bài học đầu tiên mà mỗi cán bộ nhân viên của bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và đặc biệt các đồng chí lãnh đạo và cá nhân tôi là giám đốc bệnh viện thì tôi cảm thấy rằng đấy là bài học lớn nhất. Một đồng chí tổng bí thư giản dị, trách nhiệm, kiên cường vượt qua những cái khó khăn về sức khỏe để cống hiến